Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành số 0102 năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức đối thoại với thân nhân hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ nhưng chưa tra cứ được hồ sơ liệt sĩ. Hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao nhà tình nghĩa cựu chiến binh cho hội viên Lường Thị Huệ ở thôn Kiếu, xã Anh Sơn. Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chiếc gương để mỗi đảng viên tự soi, tự sửa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 3, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận liên ngành số 0102 năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Sự hội nghị có đồng chí Thi Văn Tân, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa. Về phía thị xã Nghi Sơn có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các phòng, trung tâm, đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban nhân dân thị xã ban giám đốc, ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ tín dụng Agribank Tĩnh Sa, Agribank Nghi Sơn. Các thành viên ban chỉ đạo chương trình phối hợp số 01 thị xã Nghi Sơn, các đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường, chủ tịch hội nông dân, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ và đại diện tập thể cá nhân được khen thưởng. Đồng chí Trịnh Tiến Dũng, thị ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo chương trình phối hợp thị xã chủ trì hội nghị. Đến hết năm 2023, tổng dư nợ cho vay theo thỏa thuận liên ngành 01 và 02 tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đạt 804 tỷ đồng. Doanh số cho vay 402 tỷ đồng, doanh số thu nợ 378 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay theo thỏa thuận liên ngành 01 qua kênh hội nông dân là 297 tỷ đồng, cho vay theo thỏa thuận liên ngành 02 qua kênh hội liên hiệp phụ nữ là 507 tỷ đồng. Đến nay trên địa bàn thị xã đã hình thành 289 tổ vay vốn với 8.188 thành viên. Hội viên tham gia vay vốn theo thỏa thuận liên ngành 0102 được bình xét vay vốn qua tổ, giải ngân, thu nợ, thu lãi qua tổ lưu động và qua các điểm giao dịch xã phường đã góp phần tiết kiệm được chi phí đi lại và được tiếp cận nguồn vốn vay thuận tiện, dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thỏa thuận liên ngành 0102, các cấp hội nông dân, phụ nữ, còn phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức nhiều chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, từ đó hỗ trợ người dân vay vốn xây dựng được phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thi Văn Tân, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa và đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện thỏa thuận liên ngành 0102 giữa ngân hàng Agribank trên địa bàn thị xã Nghi Sơn với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân thị xã. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn đề nghị ngân hàng Agribank tỉnh Sa và Agribank Nghi Sơn trên địa bàn thị xã tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả hoạt động cho vay theo nghị định số 5 năm và nghị định số 116 của chính phủ, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn cho vay đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất, hạn chế được rủi ro trong hoạt động tín dụng đồng thời tích cực hỗ trợ xử lý nợ xấu, nợ quá hạn, các vấn đề còn tồn tại vướng mắc, phối hợp với các xã phường cho vay phát triển kinh tế đối với các hộ nông dân, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, sản phẩm ô cốp để có nguồn vốn phát triển kinh doanh. Đề nghị Agribank tính ra, Agribank Duy Sơn tiếp tục chủ động phối hợp với hội nông dân, hội liên phụ nữ, các phòng ban ngành của thị xã và các xã phường, các đơn vị có liên quan bám sát các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật và nhà nước, các mục tiêu chương trình phát triển kinh tế xã hội trọng tâm của thị xã và của từng xã phường để triển khai có hiệu quả các hoạt động cho vay theo thỏa thuận liên ngành trên địa bàn thị xã. Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng, về phát triển nông nghiệp, nông thôn, các chương trình cho vay ưu đãi của Agribank để người dân hiểu và tiếp cận được nguồn vốn tín dụng của ngân hàng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, công tác quản lý vốn vay, tổ chức các hoạt động tập huấn, nâng cao kiến thức về kỹ thuật, về nghiệp vụ áp dụng khoa học kỹ thuật cho cán bộ hội viên và các tổ vay vốn. Đối với các phòng ban ngành có liên quan và nhất là phòng tài nguyên và môi trường, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của nghi sơn tham mưu thực hiện tốt cái công tác cải cách thủ tục hành chính giúp ngắn thời gian để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy xác nhận đối với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng là xác định là đảm bảo đủ các điều kiện cấp giấy để làm cơ sở cho ngân hàng thực hiện cho vay vốn đề nghị ban thường vụ đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp hiệu quả với Agribank tỉnh gia Agribank nghi sơn triển khai thực hiện kịp thời các chính sách cho vay phát triển kinh tế xã hội theo thỏa thuận liên ngành và tăng cường chỉ đạo thu nợ đúng định kỳ phấn đấu không còn nợ xấu đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay đảm bảo đúng mục đích phát huy được hiệu quả kinh tế và quan tâm chỉ đạo thành lập tổ vay vốn hội nông dân đối với những đơn vị chưa thực hiện và phấn đấu năm 2024 thị xã nghi sơn chúng ta có 100% trăm đơn vị xã phường là có tổ vay vốn của hội nông dân và hội liên hiệp phụ nữ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Tiến Dũng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo chương trình phối hợp thị xã đề nghị ngân hàng Agribank trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, hội liên hiệp phụ nữ thị xã, hội nông dân thị xã, ban chỉ đạo các xã phường thực hiện tốt các nội dung đối với ngân hàng Agribank trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, hội liên hiệp phụ nữ thị xã, hội nông dân thị xã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn về cơ chế cho vay theo quyết định 5199, nội dung liên ngành 0102, quyền lợi nghĩa vụ khi tham gia bảo an tín dụng, trách nhiệm của hội viên phải nộp lãi hàng tháng cho hội trưởng theo ủy quyền để mọi người biết khi tham gia, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện, duy trì thường xuyên công tác giao ban của ban chỉ đạo các cấp, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ vay vốn, hướng dẫn tổ trưởng theo dõi ghi chép các loại sổ sách theo đúng hướng dẫn. Ngân hàng nông nghiệp phối hợp với các cấp hội khảo sát, nắm bắt nhu cầu vốn của hội viên, tiếp cận thông tin, hướng dẫn hội viên hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định trình lãnh đạo ngân hàng phê duyệt giải ngân tại ủy ban nhân dân xã phường, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Tăng cường công tác kiểm tra của ban chỉ đạo thị xã với ban chỉ đạo xã phường và tổ vay vốn. Các ban chỉ đạo xã phường phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, thực hiện kiểm tra với tổ trưởng và thành viên tổ vay vốn kịp thời chấn chỉnh xử lý đối với các tổ chức cá nhân sử dụng vốn vay sai mục đích không hiệu quả ngân hàng nông nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cơ chế vay theo thỏa thuận liên ngành cho ban chỉ đạo xã phường và toàn bộ tổ trưởng tổ vay vốn hội nông dân hội liên hiệp phụ nữ thị xã tiếp tục đấu mối với các ban ngành tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên để hội viên có kiến thức sử dụng vốn vay có hiệu quả đối với các xã còn nợ động quá hạn Ngân hàng Agribank cần có sự phối hợp với ban chỉ đạo các xã phường, có các giải pháp chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu thu hồi toàn bộ dư nợ quá hạn và nợ xấu trong năm 2024. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện thông tư liên ngành số 02 năm 2023. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện thỏa thuận liên ngành số 0102 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 142 KHUBNC ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc thực hiện vận động các hộ gia đình tháo sỡ vật kiến trúc xây dựng trên đất đã thu hồi giải phóng mặt bằng, dự án mở rộng đường 53 để bàn giao mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư hệ thống thoát nước đường 53, khu kinh tế Nghi Sơn. Ngày 12 tháng 3, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đã đi kiểm tra công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình trên địa bàn phường Mai Lâm và phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn, tháo rỡ vật kiến trúc xây dựng trên đất đã thu hồi giải phóng mặt bằng, dự án mở rộng đường 53 để bàn giao mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư hệ thống thoát nước đường 53, khu kinh tế Nghi Sơn. Theo đó, dự án đầu tư hệ thống thoát nước đường 53, khu kinh tế Nghi Sơn, có chiều dài tuyến 3,4 km, đi qua địa phận các xã, phường, Mai Lâm, Tĩnh Hải và Hải Yến. Các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường 53 bị ảnh hưởng đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công thực hiện dự án từ năm 2010. Nhưng cho đến nay, có 32 hộ dân, trong đó phường Mai Lâm, 25 hộ, phường Tĩnh Hải, 7 hộ, đã vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất đã thu hồi với tổng chiều dài tuyến là 300 m Để đảm bảo việc thực hiện đúng thời gian và tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, Ủy ban nhân dân phường Mai Lâm và phường Tĩnh Hải đã phối hợp với các phòng ban đội có liên quan của Ủy ban nhân dân thị xã ban hành kế hoạch thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành và tháo rỡ vật kiến trúc, di chuyển tài sản để trả lại mặt bằng hiện trạng ban đầu cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Mai Lâm và phường Tĩnh Hải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về lĩnh vực đất đai trật tự xây dựng và các lĩnh vực liên quan vận động các hộ dân thực hiện ký cam kết thực hiện bàn giao mặt bằng ký cam kết thời gian tháo rỡ và tổng hợp số liệu hàng ngày để chuyển cho chủ đầu tư và đơn vị thi công là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực để xây dựng kế hoạch bố trí nhân công và phương tiện thực hiện tháo rỡ của ngày tiếp theo Đối với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực có trách nhiệm trong việc xác định mốc giới giải phóng mặt bằng được kẻ bằng vạch sơn trên tường nhà hoặc vị trí hạng mục công trình cần tháo rỡ, đảm bảo chính xác tuyệt đối. Đây cũng là cơ sở cho nhà thầu thi công phối hợp với gia đình tổ chức tháo rỡ, đảm bảo tính chính xác khách quan. Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh nếu việc xác định mốc giới giải phóng mặt bằng không chính xác, trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực. Sau khi các hộ và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thống nhất mốc giới để tháo rỡ các công trình vi phạm trên đất, đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công ngay. Đối với những trường hợp đã ký cam kết bàn giao mặt bằng mà không tích cực tháo rỡ hoặc những trường hợp không ký biên bản bàn giao mặt bằng thì Ủy ban Nhân dân các phường phối hợp với đội kiểm tra quy tắc tư pháp và các đơn vị liên quan lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực vi phạm trật tự xây dựng, đồng thời xây dựng phương án để trình phê duyệt, tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Trong suốt quá trình thi công, các tổ công tác được thành lập do đồng chí bí thư Đảng ủy phường Mai Lâm và bí thư Đảng ủy phường Tĩnh Hải phải duy trì thành phần tham gia thường xuyên trên hiện trường, đảm bảo công tác thường xuyên liên tục để nhanh tiến độ thực hiện Đồng chí cũng mong muốn đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, quan tâm đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt và kinh doanh của các hộ dân, tạo đồng thuận cho nhân dân trong quá trình thực hiện dự án. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền của thị xã, những khó khăn vướng mắc, đề nghị đồng chí trưởng ban quan tâm và có chỉ đạo thực hiện. Sáng ngày 13 tháng 3, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức đối thoại với thân nhân hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ nhưng chưa tra cứu được hồ sơ liệt sĩ. Tham dự có đồng chí Dương Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã, lãnh đạo cấp ủy chính quyền, công chức phụ trách chính sách xã hội các xã phường, Tân Trường, Các Sơn, Hải Bình, Tân Dân, Nguyên Bình, Hải Ninh, Hải Thanh Tại buổi đối thoại, đồng chí Dương Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, đồng chí Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cùng lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã đã trực tiếp đối thoại với 11 thân nhân hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ nhưng chưa tra cứu được hồ sơ liệt sĩ để minh chứng thêm về gia đình, quê quán, mối quan hệ với liệt sĩ. Làm rõ ngày liệt sĩ hy sinh, các hồ sơ giấy tờ còn lưu về liệt sĩ Đồng thời trao đổi với lãnh đạo cấp ủy chính quyền, công chức phụ trách chính sách xã hội, các xã phường để cung cấp các hồ sơ, giấy tờ có liên quan, làm rõ thêm những thông tin về danh tính liệt sĩ được khắc ghi trên bia đài tưởng niệm, các anh hùng liệt sĩ, xã phường và thông tin được ghi chép trong cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã phường cũng như quá trình tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Sau đối thoại, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đề nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Phối hợp với các xã phường, cung cấp danh sách liệt sĩ được khắc ghi trên văn bia đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã phường và các thông tin có liên quan đến các liệt sĩ do so 11 thân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ nhưng chưa tra cứu được hồ sơ liệt sĩ được ghi chép trong cuốn lịch sử Đảng bộ các xã phường. Trên cơ sở đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 3, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị triển khai các nội dung công việc tổ chức lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024. Đồng chí Mai Sĩ Lân, ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, tổ trưởng tổ xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Nghi Sơn, chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí là thành viên tổ xây dựng kế hoạch phương án tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Nghi Sơn đại diện lãnh đạo công an thị xã, đồn biên phòng Hải Hòa và công an phường Hải Hòa. Tại hội nghị, dự thảo kế hoạch tổ chức lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024 đã được thông qua. Theo đó, dự kiến khai mạc lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024 sẽ được tổ chức theo quy mô cấp thị xã. Thời gian dự kiến khai mạc diễn ra vào khoảng cuối tháng 4 sắp tới. Địa điểm tại sân khấu Quảng trường biển, khu du lịch Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Nội dung chương trình gồm phần lễ và phần hội. Chú ý các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng khai mạc lễ hội gồm tổ chức giải bóng truyền nam mở rộng, tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm ô cốp của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã và mời các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mỗi đơn vị hai gian hàng tiêu chuẩn, tổ chức trò diễn dân gian nấu cầm thi, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao kết nối du lịch biển Nghi Sơn với các khu, điểm du lịch trong và ngoài thị xã. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã, Tổ trưởng Tổ xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Nghi Sơn nhấn mạnh, Tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Nghi Sơn là sự kiện nhiệm vụ quan trọng của thị xã trong năm 2024. Đồng chí đề nghị các thành viên tổ xây dựng kế hoạch, phương án, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công tại quyết định số 1788 ngày 8 tháng 3 năm 2024 và tại công văn số 1006 ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã về việc giao thực hiện các nhiệm vụ để chuẩn bị cho lễ hội du lịch biển năm 2024. Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị các thành viên trong tổ điều động cán bộ công chức viên chức của đơn vị thuộc đơn vị mình quản lý để giúp việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Mai Sĩ Lần đề nghị đúng 9 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2024, các phòng ban đơn vị hoàn thành xây dựng toàn bộ kế hoạch phương án đã được giao, đảm bảo chất lượng trên cơ sở kế hoạch phương án của các phòng ban, cơ quan đã xây dựng, giao văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phối hợp với phòng văn hóa thông tin kiểm tra toàn bộ kế hoạch phương án các phòng ban cơ quan đơn vị dự thảo tham mưu để tổng hợp chuẩn bị tài liệu đầy đủ chất lượng cho hội nghị ủy ban nhân dân thị xã vào ngày 14 tháng 3 năm 2024. Đồng chí Mai Sĩ Lân, ủy viên ban thường vụ thị ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, đề nghị ban tuyên giáo thị ủy phối hợp với ủy ban nhân dân thị xã và các đơn vị tổ chức sự kiện thẩm định toàn bộ kịch bản buổi lễ, thẩm định về nội dung, hình thức tuyên truyền, đảm bảo theo đúng định hướng tuyên truyền. Thưa quý vị và các bạn, chiều 12 tháng 3, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị giải quyết các vướng mắc khó khăn trong giải phóng mặt bằng của dự án khu công nghiệp Đồng Vàng tại hai xã Tùng Lâm và Phú Lâm. Tới dự có đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường, Ban Giải phóng mặt bằng hỗ trợ và tái định cư thị xã, Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Phát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cán bộ địa chính hai xã Tùng Lâm và Phú Lâm. Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Dự án khu công nghiệp Đồng Vàng có tổng diện tích 492 ha, nằm trên địa phận các xã Tùng Lâm, Phú Lâm và Tân Trường. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng do Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát làm chủ đầu tư. Đây là dự án nhằm phát triển hạ tầng và tạo quỹ mặt bằng sạch để thu hút nhà đầu tư vào khu vực phía Tây, khu kinh tế Nghi Sơn. Từ khi dự án được phê duyệt quy hoạch và triển khai thực hiện, nhân dân các xã nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án đều đồng thuận với chủ trương của nhà nước. Dự án tuy có diện tích lớn nhưng đến thời điểm hiện nay không có tình trạng cơi nới xây dựng mới các công trình để trục lợi. Các xã phòng ban đang tiếp tục phối hợp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, song vẫn còn những khó khăn vướng mắc về việc xác định nguồn gốc sở hữu đất lâm nghiệp đối với diện tích 18 hecta tại xã Tùng Lâm và 45,31 hecta của hai xã Tùng Lâm và Phú Lâm. Trong đó diện tích 18 hecta đất lâm nghiệp tại xã Tùng Lâm sẽ thống nhất là xác định hiện trạng thực tế các gia đình đang sử dụng khai thác từ năm 2011 đến nay để làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thị xã. Còn số diện tích 45,31 hecta đất lâm nghiệp của hai xã Tùng Lâm và Phú Lâm được khẳng định là đất chống lấn. Vì vậy, sẽ ban hành quyết định thu hồi theo hiện trạng Tham gia thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra các giải pháp để từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án Đồng Vàng tại hai xã Phú Lâm và Tùng Lâm. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phạm Văn Nhiệm đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của dự án Đồng Vàng đối với khu kinh tế Nghi Sơn nói chung và thị xã Nghi Sơn nói riêng, nhất là những tác động tích cực trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương có dự án. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị Đối với xã Tùng Lâm, sẽ tiến hành ra soát lại diện tích đất nông nghiệp với các trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hộ không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để báo cáo thường trực Ủy ban nhân dân thị xã trước ngày 20 tháng 3. Nếu trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì quy trình thực hiện xác định nguồn gốc đất do hội đồng kiểm kê bồi thường xác định mà không cần tiến hành bỏ phiếu. Còn những trường hợp được xác định diện tích trên bản đồ thì quy trình xác định nguồn gốc đất không cần lấy ý kiến cho cộng đồng dân cư việc xác định nguồn gốc diện tích đất này hoàn thành trước ngày 30 tháng 3. Trường hợp ra soát mà các hộ không có giấy chứng minh thời điểm sử dụng đất nông nghiệp thì tiếp tục làm tốt công tác vận động tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Quá trình thực hiện việc xác định nguồn gốc đất sẽ triển khai song song với xây dựng khu tái định cư. Hội đồng xác định nguồn gốc đất xã Tùng Lâm sẽ trình phê duyệt vào trước ngày 25 tháng 4. Xã Phú Lâm sẽ hoàn thành hồ sơ và ban hành quyết định thu hồi 70 hectare diện tích đất bao gồm hơn 40 hectare đất chống lấn và 30 hectare ngoài chống lấn vào ngày 15 tháng 3. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục phân công nhiệm vụ xác định nguồn gốc đất 50 hectare còn lại không vướng mắc trước ngày 30 tháng 4. Những trường hợp vướng mắc cụ thể thì sẽ giả soát giải quyết trong thời gian tiếp theo, nhưng không quá 30 tháng 5. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Giải phóng Mặt bằng, Hỗ trợ và Tái định cư tiếp tục chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã để giải quyết các khó khăn vướng mắc đồng thời tích cực phối hợp với các xã thực hiện giải phóng mặt bằng đúng tiến độ nhưng thận trọng và đảm bảo quyền lợi của nhân dân theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 3, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa tổ chức trao nhà tình nghĩa cựu chiến binh cho hội viên Lường Thị Huệ ở thôn Kiếu, xã Anh Sơn. Sự buổi lễ có ông Đinh Tiên Phong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thị xã Nghi Sơn, lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã Anh Sơn. Hội viên Lường Thị Huệ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tuổi đã cao, bản thân thường xuyên đau ốm, thực hiện kế hoạch xây dựng nhà tình nghĩa cựu chiến binh cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Hội Cựu chiến binh các cấp. Hội Cựu chiến binh xã Anh Sơn đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng tổ chức ra soát hội viên và khảo sát thực tế để tổ chức xây dựng theo kế hoạch. Sau 3 tháng thi công, căn nhà của hội viên Lường Thị Huệ đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Căn nhà có tổng số tiền xây dựng là 90 triệu đồng, trong đó hội cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Gia đình chị Huệ, anh em dòng họ hỗ trợ 40 triệu đồng. Các ngành đoàn thể hội cựu chiến binh và nhân dân địa phương tham gia ngày công trị giá 10 triệu đồng. Căn nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng là món quà ý nghĩa thể hiện tình cảm của cán bộ hội viên cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa, hội cựu chiến binh thị xã Nghi Sơn trong việc xóa nhà tạm bợ rột nát và phong trào xây nhà nghĩa tỉnh cựu chiến binh. Thưa quý vị và các bạn, gần đây trên không gian mạng, các đối tượng phản động thù địch đã và đang ra sức xuyên tạc, suy diễn về vai trò của Đảng và công kích chế độ, nhất là xuyên tạc quy định số 37, quy đề tự ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương ban hành về những điều đảng viên không được làm. Theo đó, cán bộ đảng viên và người dân cần đề cao cảnh sát, tuyệt đối không tin và chia sẻ bình luận để mắc bẫy của các đối tượng phản động thù địch trên Facebook của một số cá nhân tổ chức thù địch phản động đã và đang rêu rao rằng việc đảng ban hành quy định những điều đảng viên không được làm là chiêu bài mị sân hoàn toàn không có hiệu quả trong thực tế nhằm vá những lỗ thủng quá nhiều của chế độ và rằng đảng đứng trên pháp luật lấn áp vai trò của pháp luật. Những luận điệu xuyên tạc này cũng được cổ suý trên đài BBC, CFA, VOA. Cần khẳng định đây đều là những luận điệu phản động vu khống nhằm làm giảm niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng nhà nước ta thực tiễn chứng minh đảng ta là một đảng cầm quyền ra đời trong sự kết hợp của chủ nghĩa mark lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước việt nam từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị đảng ta đã tỏ rõ là một đảng cách mạng chân chính nhất có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc của giai cấp và trở thành đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống phong kiến đế quốc. Do vậy, sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam là do thời đại giai cấp và dân tộc quy định. Trước yêu cầu mới ngày càng cao của công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn giữ vững bản chất cách mạng của mình, vững vàng về chính trị tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, luôn được nhân dân ủng hộ tin tưởng để lãnh đạo đưa đất nước phát triển đi lên. Do vậy, Đảng ban hành các quy định là để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, không phải là dẫm chân hay trồng lấn pháp luật. Cùng với đó, với vai trò là đảng viên, việc rèn luyện ý thức, kỷ luật phải được thực hiện thường xuyên, ngoài việc tuân thủ thực hiện tốt nhiệm vụ đã được quy định trong điều lệ và văn bản của đảng, thì với vai trò vừa là đảng viên, vừa là công dân, đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật. Thêm vào đó, quy định những điều đảng viên không được làm cũng là quy định cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bởi trên thực tế cũng phải nhấn mạnh rằng đã có không ít đảng viên vi phạm, nghiêm trọng hơn, có nhiều đảng viên đã vi phạm pháp luật bị xử lý theo quy định. Từ đó có thể thấy, tư tưởng chỉ đạo trong quy định số 37 QDTU thể hiện rõ quan điểm phát triển, bởi chính quy định này càng làm mạnh thêm tổ chức bộ máy và cán bộ đảng viên ngày càng thể hiện tính kỷ luật, kỷ cương, tiên phong, gương mẫu để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Quy định số 37 quy đề ra đời cũng được ví như trước gương để mỗi tổ chức đảng, đảng viên tự soi, tự sửa, không để mình bị tha hóa biến chất. Thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm trong quy định số 37 quy đề của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 sẽ góp phần xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, Xứng đáng là đạo đức, là văn minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. Để phòng chống đấu tranh có hiệu quả những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, cơ quan chức năng khuyến cáo cán bộ đảng viên và người dân cần đề cao cảnh giác, nâng cao sức đề kháng trước các thông tin bịa đặt, vu khống trên không gian mạng, tuyệt đối không tin và chia sẻ, bình luận để mắc bẫy của các đối tượng phản động thù địch. Về phía các cơ quan đơn vị cần tăng cường quản lý nắm chắc tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, phản động trên các trang mạng xã hội, chủ động đề ra các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn từ sớm từ xa với những luồn dư luận trái chiều. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ đảng viên trong đơn vị nắm chắc và thực hiện nghiêm những nội dung trong quy định số 37, quy đề ừ. Thưa quý vị và các bạn, Tiếp theo chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn thông báo của Tri Cục Thuế Thị xã Nghi Sơn về việc công khai danh sách người nộp thuế, nợ tuyển thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. 51. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Thịnh Phát 86, địa chỉ Tổ Sơn phố Tân Hải, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn. Biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn, số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, 10 triệu 549.000 đồng. 52. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kỹ thuật thịnh phát. Địa chỉ Thôn Đại Đồng, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn. Biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn. Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ. 35 triệu 072.000 đồng. 53. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dầu khí O và G. Địa chỉ Thôn Liên Sơn, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn. Biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn số tiền thuế tiền phạt còn nợ 10 triệu 086 000 đồng. 54. Công ty trách nhiệm hữu hạn Aerolite, địa chỉ Tổ dân phố Dự quần 1, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn, biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn. Số tiền thuế tiền phạt còn nợ 2 triệu 451 000 đồng. 55. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Nam TH, địa chỉ số 89 đường Nguyễn Văn Trỗi, tiểu khu 1, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn. Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ 10 triệu 572 000 đồng. 56. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại vận tải Sơn Hải. Địa chỉ Thôn Hòa Lâm, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn. Biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn. Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ 31 triệu 002 000 đồng. 57. Công ty trách nhiệm hữu hạn đá Mỹ Nghệ Hải Dương, địa chỉ Tổ dân phố Văn Sơn, phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn. Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ 139 triệu 745 000 đồng. 58. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thủy Dương, địa chỉ Thôn 3, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn. Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ 332 triệu 730 000 đồng. 59, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Hùng Dũng, địa chỉ thôn Hữu Lại, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn. Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ 173 triệu 642 000 đồng. 60, Công ty trách nhiệm hữu hạn Victory Nghi Sơn, địa chỉ thôn Văn Yên, xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn. Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ 2 triệu 195 000 đồng. 61, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây lắp kết cấu thép Hùng Phát, địa chỉ Tổ dân phố Lan Trà, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn, số tiền thuế, tiền phạt còn nợ 22 triệu 680 nghìn đồng. 62, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Quý Hòa A, địa chỉ Tổ dân phố Nổ Giáp 1, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn, số tiền thuế, tiền phạt còn nợ 354 triệu 501 nghìn đồng. 63. Công ty cổ phần vận tài dịch vụ thương mại Mạnh Phương, địa chỉ số 04, ngõ 29, đường Lương Trí, tiểu khu 6, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn, số tiền thuế tiền phạt còn nợ 30 triệu 243 nghìn đồng. 64. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Hùng Cường, địa chỉ khu tái định cư, thôn Đồng Yến, xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn. Số tiền thuế tiền phạt còn nợ 15 triệu 029 000 đồng. 65. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Bắc Hằng. Địa chỉ nhà ông Nguyễn Hữu Bắc, thôn Hải Lâm, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn. Biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn. Số tiền thuế tiền phạt còn nợ 7 triệu 392 000 đồng. 66. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Sông Lam. Địa chỉ thôn Thanh Bình, xã Thành Sơn, thị xã Nghi Sơn, biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn. Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ 160.721.000 đồng. 67. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lĩnh Đông Dương, địa chỉ Thôn Sơn Trà, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn. Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ 13.196.000 đồng. 68. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây Lắp và Cung ứng Nhân lực Hoàng Nam, địa chỉ thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn, số tiền thuế tiền phạt còn nợ 186 triệu 355 000 đồng. 69. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lộc Phát Nghi Sơn, địa chỉ Tổ dân phố Liên Thịnh, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn, số tiền thuế tiền phạt còn nợ 30 triệu 130 000 đồng. 70. Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Hoàng Hưng, địa chỉ nhà ông Hoàng Văn Hưng, tổ dân phố Đại Thắng, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn, số tiền thuế tiền phạt còn nợ 13 triệu 732 000 đồng. 71. Công ty trách nhiệm hữu hạn DNG miền Bắc, địa chỉ thôn Bắc Hải, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn, số tiền thuế tiền phạt còn nợ 53 triệu 002 000 đồng. 72. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Hồng Anh Golden, địa chỉ Tổ dân phố Đoan Hùng, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn. Biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn, số tiền thuế tiền phạt còn nợ 9 triệu 301 000 đồng. 73. Doanh nghiệp tư nhân Hà Linh, tỉnh Gia, địa chỉ nhà ông Đỗ Đức Thoa, thôn Đông Sơn, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn. Biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn, số tiền thuế tiền phạt còn nợ 920 triệu 074 000 đồng. 74. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư TP On Việt Nam. Địa chỉ Tổ dân phố Tân Vinh, Phường Hải Bình, Thị xã Nghi Sơn. Biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn. Số tiền thuế tiền phạt còn nợ 68 triệu 454 000 đồng. 75. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam Mai Lâm. Địa chỉ kinh doanh nhà ông Lê Hồng Lơi, thôn Hải Lâm, Phường Mai Lâm, Thị xã Nghi Sơn. Biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn. Số tiền thuế tiền phạt còn nợ 1 tỷ 758 triệu 205 nghìn đồng. 76. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng trác quý, địa chỉ thôn Các, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, biện pháp cưỡng chế, ngừng sử dụng hóa đơn. Số tiền thuế tiền phạt còn nợ 163 triệu 842 nghìn đồng. Thông báo: Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu chuyên thuốc kê đơn, thuốc điều trị bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp, cơ xương khớp và đặc biệt là thuốc điều trị ung thư theo đơn bệnh viện. Chuỗi nhà thuốc luôn đủ thuốc kê đơn các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Sanh Pôn, đa khoa tỉnh cung cấp thuốc chính hãng với giá tốt, hỗ trợ đổi trả trong 30 ngày. Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu với hơn 1.600 điểm trên toàn quốc đã có mặt tại các tỉnh, thành phố, thị trấn, thị xã. Bà con cần mua thuốc thì đến ngay nhà thuốc Long Châu gần nhất hoặc gọi miễn phí 1800 6928 để được tư vấn và giao thuốc tận nhà nhé. Thông báo, chủ nhà thuốc FPT Long Châu chuyên thuốc kê đơn, thuốc điều trị bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp, cơ xương khớp và đặc biệt là thuốc điều trị ung thư theo đơn bệnh viện Chủ nhà thuốc luôn đủ thuốc kê đơn. Các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Sanh Phôn, Đa Khoa tỉnh cung cấp thuốc chính hãng với giá tốt, hỗ trợ đổi trả trong 30 ngày. Chủ nhà thuốc FPT Long Châu với hơn 1.600 điểm trên toàn quốc đã có mặt tại các tỉnh, thành phố, thị trấn, thị xã. Bà con cần mua thuốc thì đến ngay nhà thuốc Long Châu gần nhất hoặc gọi miễn phí 1800 6928 để được tư vấn và giao thuốc tận nhà nhé. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất, Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng, Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.